Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review sang cái cây kiển Linh Sam. Trước mắt các bạn đó chính là cây Linh Sam đã được uống. Cái gốc này khá là to. Các bạn xem cây linh sam trổ hoa. Cây linh sam này là cây lớn. Các bạn nhìn cái gốc của đây. Còn phía bên đây là mấy cây nhỏ này nha mấy bạn. Ai có nhu cầu mua mấy cây nhỏ thì liên hệ số điện thoại để được tư vấn giá và cũng như là cách thức gửi. Đó, mấy cây linh sam nhỏ nè. Bây giờ người ta cho cây kiển á, mình thấy bông trang thì phổ biến nhiều. Và bên cạnh đó thì cũng có linh sam. Bởi vì linh sam á, uống cái dáng nó cũng rất là đẹp và nó lên bông cũng rất là đẹp. Các bạn nhìn cái hàng linh sam bên đó. Sang phía bên đây mấy cây linh sam lớn. Đó. Bông màu tím. Bông màu tím nhìn nó ngọt. Bạn đi vào để mình đi vào phía trong cho các bạn xem mấy cây linh sam lớn trổ hoa tím đẹp cực kỳ. Đây mấy cây nhỏ phía trong, bên cạnh đó mấy cây sứ nè mọi người. Đó mấy phía trong mấy cây linh sam. Này mấy cây linh sam con. Linh sam ta. Kìa mọi người xem linh sam, mấy cây linh sam trong đó. Đó bụi đó lớn nha. Bây giờ sao cho bạn cho mấy bạn coi. Đây cây linh sam này đang được uống nè. Ồ. Lá sống đời với cây lan. Đó, cây linh sam. Cây linh sam này đang được uống. Đây, các bạn coi mấy cây linh sam bự nè. Gốc rất là to luôn. Mấy cây linh sam này gốc to. Cái bông trang này hồng cánh sen nè mọi người. Đẹp quá ha. Đây cây linh sam gốc to. Đó.
ai có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới và mình sẽ liên hệ, mình cho số điện thoại mấy bạn liên hệ để mua những cây linh sam mà các bạn cần. Cây linh sam màu tím rất là đẹp. Ồ, mấy cây nè. Ý cái gốc của cây linh sam nè, nghiêng xéo xuống bạn thấy cái dáng của cây nha mọi người. Đây cái dáng của cây linh sam đây. Linh sam này trồng nó cũng rất là mau lớn, mau trổ hoa. Giờ mình quay trở ra nha mọi người. Đây mấy cây linh sam còn. Đây bên đây là mấy bạn linh sam luôn đây. Bạn coi kỹ kìa, tuy nó còn nhỏ mà nhìn thấy cái dáng cũng rất là đẹp nha mọi người. Lớn lên lúc mà còn nhỏ gì nè mấy bạn dễ uống, mấy bạn quấn dây chì hoặc là dây kẽm sẵn cắm cái cây tre cố định nó, hoặc muốn nó nghiêng một bên á thì nó nghiêng một bên uống ngay từ nhỏ lúc gì nè thì nó rất là đẹp và theo ý mua của mình. Chứ để cho nó lớn lên cứng chút xíu á thì nó hơi khó, nhưng mà mua cây lớn thì nó mau. Và chúng ta tiến hành đi ra nha mọi người. Mấy cây này mấy cây sứ, tập sau á mình sẽ tìm hiểu kỹ về những cây sứ này, mình sẽ review cho các bạn tập tiếp theo là cây sứ cùi. Đây mấy em linh sam. Mọi người thấy cái gốc này khá là đẹp nè. Cái gốc linh sam này khá là đẹp. Mình quay qua phía bên đây. Gốc linh sam bên đây đã được tỉa bớt cành nè mọi người. À, đây là mấy cây lá non của nó ra. Mấy
người nó muốn dán làm sao thì nó có dán hay đó. Như cái này chùm 3 cái tán, 1 tán 2 tán 3 tán, tán chân giữa 4 tán. Ủa, anh này cái dáng đẹp quá. Còn phía bên đây xem còn cái anh này khá ấn tượng nha, cái này xòe ra như con công, phải gọi là chị chứ, chị Linh Sam này chỉ xòe cái dáng ưỡn qua ưỡn lại đây như là con công vậy đó mọi người nhìn xa xa đó nè đó nhìn chỉ nè. Cây này đang được uống nè mọi người. Quán dây đồng như thế này nè. Dây đồng hoặc là dây kẽm. Mọi người ơi, vậy là em đã vừa review một vòng những cây linh sam rất là đẹp cho mọi người xem. Ai có nhu cầu mua cây lớn, cây nhỏ, cây vừa vừa, giá yêu thương như thế nào thì hãy comment bên dưới và em sẽ phản hồi lại cho mọi người để mọi người liên hệ mua. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.